Xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh Tin Tức Online. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn dõi theo và đồng hành cùng chúng tôi qua các bản tin. Và trong ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị rất nhiều những thông tin mới và hấp dẫn nhất của thể thao. Thông tin đầu tiên đang nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ đó là chốt tương lai của ba tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam ở mùa giải 2024. Tiếp theo là thông tin đầy bất ngờ và hấp dẫn khi Hoa Khôi bóng chuyền đẹp nhất lịch sử Việt Nam lập kỷ lục chưa từng có, tự mua nhà mua xe sau ly hôn. Và cuối cùng là thông tin cực kỳ quan trọng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý từ người hâm mộ khi đối thủ lớn mất máy ghi điểm 1m98, Bích Tuyền đứng trước cơ hội đăng quang sau chức vô địch lịch sử. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Thông tin đầu tiên đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ đó là chốt tương lai của ba tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam ở mùa giải 2024. Ngoài việc Thanh Thúy sẽ trở về Việt Nam thi đấu cho VTV Bình Điền Long An sau khi hết hợp đồng với PFU Blue Card, thì tương lai của bốn tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam khác cũng đã sáng tỏ. Bóng chuyền nữ Việt Nam đã kết thúc năm 2023 với nhiều thành công ấn tượng. Vào năm mới 2024, ánh sáng tương lai của ba tuyển thủ nữ xuất sắc Trần Tú Linh, Nguyễn Thị Trinh và Đoàn Thị Xuân trở nên rạng ngời hơn. Chủ công Trần Tú Linh đã chính thức gia hạn hợp đồng với đội bóng Hóa chất Đức Giang trong thời kỳ 3 năm tới. Quyết định này đưa Tú Linh tiếp tục gắn bó với đội bóng chuyền nữ ngành hóa chất, thể hiện sự tin tưởng và cam kết đối với sự phát triển của đội. Ngược lại, phụ công Nguyễn Thị Trinh cũng đã ký hợp đồng mới với Ninh Bình Liên Việt Postbank, tiếp tục chinh chiến cho đội nhà, nhà đương kim vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam trong mùa giải 2024. Sự ổn định và cam kết của Trinh giúp đội bóng duy trì sức mạnh và khả năng cạnh tranh. Trái ngược với đồng đội trong đội tuyển, đối chuyền Đoàn Thị Xuân quyết định rời bỏ Than Quảng Ninh để quay về hồi hương mặc áo đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa trong mùa giải 2024. Quyết định này có thể phản ánh nhu cầu cá nhân và sự thay đổi trong sự nghiệp của Xuân. Những lựa chọn của Tú Linh, Nguyễn Thị Trinh và Đoàn Thị Xuân là hoàn toàn được hiểu. Tú Linh với tài năng và đẳng cấp của mình, không ngạc nhiên khi được giữ lại bởi Hóa chất Đức Giang, nơi cô nhận được sự đánh giá và đãi ngộ cao. Trong khi đó, Nguyễn Thị Trinh, người con quê Hà Tĩnh, đã đưa ra quyết định không phải là một quyết định khó khăn khi tiếp tục cống hiến cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. Đây không chỉ là đội bóng mạnh mẽ mà còn là môi trường đầy đủ điều kiện để cô có thể chinh phục thêm nhiều danh hiệu. Sự chia tay của Đoàn Thị Xuân với Than Quảng Ninh để trở về Thanh Hóa có lẽ là quyết định mang nhiều cảm xúc và ý nghĩa cá nhân. Điều này có thể là một bước quan trọng trong sự phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp của Xuân. Sự gắn bó giữa Nguyễn Thị Trinh và Ninh Bình Liên Việt Postbank không chỉ là lợi ích cho cầu thủ mà còn mang lại nhiều điều tích cực cho cả đội bóng. Phụ công xuất sắc người Đắk Lắk đã tìm thấy một môi trường lý tưởng để phát triển khi thi đấu cho nhà đương kim vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam. Được đãi ngộ cao, Trinh có cơ hội không chỉ để đóng góp vào sự thành công của đội bóng mà còn để chinh phục các danh hiệu quan trọng trong sự nghiệp của mình. Ninh Bình Liên Việt Postbank trong khi đó nhận được sự đóng góp của một phụ công giàu kinh nghiệm và đẳng cấp, giúp đội ngũ ngày càng mạnh mẽ và sẵn sàng đối mặt với thách thức từ các đối thủ. Đối với Đoàn Thị Xuân, quyết định trở lại quê nhà Thanh Hóa để thi đấu cho đội bóng chuyền nữ của xứ Thanh không chỉ mang lại động lực mạnh mẽ cho cô mà còn tạo ra nguồn cảm hứng mới. Thanh Hóa với việc đầu tư và phát triển đội bóng chuyền nữ hứa hẹn sẽ là nơi Xuân có thể phát triển và đóng góp nhiều hơn vào thành công của đội. Với xi măng Long Sơn Thanh Hóa, sự có mặt của một đối chuyền như Đoàn Thị Xuân, giàu kinh nghiệm và tài năng, có thể là chìa khóa quan trọng để họ hy vọng cải thiện thành tích so với mùa giải 2023. Xuân không chỉ mang đến sự chắc chắn ở vị trí đối chuyền mà còn góp phần vào việc xây dựng một đội bóng Thanh Hóa mạnh mẽ và đầy tham vọng trong các giải đấu cấp quốc gia và quốc tế. Tiếp theo là thông tin đầy bất ngờ và hấp dẫn khi Hoa Khôi bóng chuyền đẹp nhất lịch sử Việt Nam lập kỷ lục chưa từng có, tự mua nhà mua xe sau ly hôn. Khi nhắc tới cụm từ Hoa Khôi bóng chuyền, nhiều cổ động viên nhớ tới ngày huyền thoại Phạm Thị Kim Huệ. Tay đập sinh năm 1982 này được xem là phụ công xuất sắc bậc nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam. Kim Huệ đã chinh phục các cổ động viên bằng tài năng và khiến nhiều người ấn tượng về nhan sắc của mình. Kim Huệ từng lập kỷ lục 18 lần dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Kim Huệ còn có 8 lần tham dự SEA Games. Kim Huệ từng là đội trưởng ở cả câu lạc bộ, Bộ Tư lệnh Thông tin lẫn tuyển Việt Nam khi mới 19 tuổi, giành vô số danh hiệu cá nhân và tập thể. Phạm Thị Kim Huệ, tên tuổi không chỉ nổi tiếng với những thành tích xuất sắc trên sân bóng chuyền mà còn được biết đến với sự tài năng và đa năng ngoài đời. Kim Huệ đã góp phần quan trọng vào sự thịnh vượng của bóng chuyền Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn vài năm trở lại đây. Được biết đến với danh hiệu Hoa Khôi bóng chuyền ở nhiều giải đấu quốc tế và khu vực, Kim Huệ là cái tên gắn liền với sự thành công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đặc biệt, cô là người đầu tiên nhận danh hiệu Hoa Khôi tại giải VTV Cup vào năm 2004, điều hiếm có trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam.
Sau khi chấm dứt sự nghiệp thi đấu vào năm 2018, Kim Huệ đã chuyển sang vai trò huấn luyện viên, trở thành một phần quan trọng của câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương. Tuy nhiên, không chỉ thành công trên sân bóng, cuộc sống cá nhân của Kim Huệ cũng được đánh giá cao. Tình duyên của Kim Huệ đã trải qua những thăng trầm từ hôn nhân đến sự độc lập. Cô đã chia sẻ về cuộc sống sau ly hôn, nơi cô tự mình xoay sở, mua nhà và làm nhiều công việc tự lập, từ nuôi con đến sửa chữa các vấn đề điện nước trong nhà. Ngoài ra, Kim Huệ không chỉ là người phụ nữ mạnh mẽ trên sân bóng, mà còn là người yêu thích nhiều hoạt động khác nhau. Cô tham gia thi đấu bóng đá cho đội Vietinbank và giành huy chương đồng tại Đại hội Thể dục Thể thao ngành ngân hàng. Đồng thời, Kim Huệ còn lấn sân sang môn golf và chia sẻ những khoảnh khắc thú vị trên trang cá nhân của mình. Bằng sự đa tài và tích cực, Kim Huệ không chỉ là một biểu tượng của bóng chuyền Việt Nam, mà còn là hình mẫu của sự độc lập và mạnh mẽ trong cuộc sống. Và cuối cùng là thông tin cực kỳ quan trọng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý từ người hâm mộ. Khi đối thủ lớn mất máy ghi điểm 1m98, Bích Tuyền đứng trước cơ hội đăng quang sau chức vô địch lịch sử. Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư 2024 sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 2 đến mùng 3 tháng 3 năm nay. Có 6 câu lạc bộ nữ sẽ tham dự giải Cúp Hoa Lư 2024, gồm chủ nhà Ninh Bình, câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang, VTV Bình Điền Long An, Bình Chủng Thông tin, Vietinbank và câu lạc bộ Thái Bình. Câu lạc bộ Ninh Bình của Bích Tuyền đã lên ngôi vô địch ở giải vô địch quốc gia bóng chuyền nữ Việt Nam 2023. Do vậy, họ chính là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Cúp Hoa Lư 2024. Hóa chất Đức Giang tia sáng cũng được xem là ứng cử viên vô địch. Họ thậm chí đang là nhà đương kim vô địch Cúp Hoa Lư, nhưng sức mạnh của đội bóng chuyền này đã suy giảm đáng kể sau khi không còn ngoại binh Polina Rahimova, người đã tỏa sáng ở mùa giải 2023. Polina Rahimova, tay đập danh tiếng người Azerbaijan, được cho là gia nhập đội bóng đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara Kayayolari. Do vậy, Polina sẽ không thể góp mặt ở giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 cũng như Cúp Hoa Lư 2024. Trên trang Instagram cá nhân, Rahimova chia sẻ về việc rời Việt Nam. Cảm ơn Việt Nam, đất nước xinh đẹp này cùng con người ở nơi đây, làm tôi có cảm giác như đang được ở nhà vậy. Trải nghiệm thứ hai tại Việt Nam đã để lại rất nhiều kỷ niệm. Rất mong được gặp các bạn trong tương lai. Tạm biệt bây giờ. Trong khi đó, câu lạc bộ Ninh Bình đang có vũ khí lợi hại trong đội hình là tay đập Bích Tuyền, người đã góp công lớn giúp họ lần đầu tiên đăng quang ở giải vô địch quốc gia. Bích Tuyền chính là nhân tố chủ chốt giúp Ninh Bình Liên Việt Postbank giành chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Theo thống kê, Bích Tuyền là vận động viên ghi nhiều điểm nhất với tổng cộng 189 điểm, đi kèm hiệu suất tấn công hơn 50% tính ở vòng 2 và vòng chung kết giải vô địch quốc gia 2023. Riêng ở chung kết, Bích Tuyền ghi 32 điểm, công hiệu suất ấn tượng là 61%. Ở trận chung kết, Bích Tuyền tỏa sáng giúp Ninh Bình thắng Hóa chất Đức Giang với tỷ số 3-1, 23-25, 25-21, 26-24, 25-17, qua đó lên ngôi vô địch.